Sau khi để thua trước đội tuyển Chile ở bán kết, đội tuyển Bồ Đào Nha đã di chuyển tới Moscow để tập luyện cho trận đấu tranh hạng 3 của họ với đội tuyển Mexico. Ngôi sao Cristiano Ronaldo không có mặt cùng toàn đội khi anh đã trở về nhà để đón chào cặp song sinh của mình. Ngoài Ronaldo, Bồ Đào Nha không có thiếu vắng nhân sự nào đáng chú ý. Trong khi đó, đội tuyển Chile cũng đã có mặt tại thành phố Saint Petersburg để chuẩn bị cho trận đấu giữa họ với đội tuyển Đức. Cầu thủ Alexis Sanchez của đội tuyển Chile đang tỏ ra rất tự tin trong lần đầu tiên được tham dự trận chung kết Cúp Liên đoàn các châu lục. Khi Chile chuẩn bị đá trận chung kết với Argentina ở Copa America 2016, tất cả đều đánh giá đội tuyển Argentina cao hơn. Nhưng chúng tôi lại là những người chiến thắng. Đội tuyển Chile là một đại gia đình, mỗi cầu thủ đều cảm nhận được điều đó. Và chúng tôi luôn sẵn sàng để làm nên những chiến tích vĩ đại. Trận tranh hạng 3 giữa hai đội tuyển Bồ Đào Nha và Mexico sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày mai theo giờ Việt Nam. Sau đó ít giờ, đội tuyển Chile sẽ đối đầu với đội tuyển Đức trong trận đấu cuối cùng, trận chung kết của Cúp Liên đoàn các châu lục. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Vâng, Cúp Liên đoàn các châu lục năm nay đã đi tới những trận đấu cuối cùng và hai đại diện xuất sắc nhất góp mặt trong trận chung kết là đội tuyển Đức và đội tuyển Chile. Với màn trình diễn ở giải đấu năm nay thì rõ ràng chúng ta thấy kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, phải không anh Văn Hiền? Vâng, đúng như vậy. Đội tuyển Đức dù chỉ mang đến giải đấu với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ,